Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Ngày hôm nay Thiên Hà Audio muốn giới thiệu đến cho tất cả các bạn trẻ một giải pháp nghe nhạc rất tuyệt vời từ một đôi loa Bookshelf được tích hợp sẵn âm ly và rất nhiều các công nghệ hỗ trợ cho mình nghe nhạc một cách dễ dàng và thoải mái, cũng như là cảm thấy hứng thú nhất khi sử dụng sản phẩm này. Đó chính là đôi loa mình đang có ở đây, một đôi loa Bookshelf có kích thước trung bình khá, có tên là Calip The Six. Calip là một thương hiệu loa đã có từ rất là lâu năm của Mỹ, là một thương hiệu rất là phổ biến tại Mỹ và hãng làm ra rất là nhiều các sản phẩm dành cho cả giới trẻ. Và sản phẩm Calip The Six thì mình nghĩ là hướng tới những người trẻ, những người muốn nghe đa thể loại nhạc và thưởng thức nhiều nhạc từ các thiết bị dụ cầm tay chẳng hạn. Mình có thể phát nhạc qua Bluetooth từ chiếc điện thoại này hay từ máy tính bảng, hay là cũng có thể là chơi qua máy tính nữa. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ quan sát và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số chức năng của sản phẩm này. Các bạn đang theo dõi trên hình là đôi loa Calip The Six. Thứ nhất là mình nói luôn giá của đôi loa này, mình thấy rất là hợp lý. Nó có giá 18 triệu, bao gồm là tất nhiên là một đôi loa. Và trong đôi loa, đây là đôi loa chính đã được tích hợp sẵn âm ly cho cả hai bên. Và các bạn sẽ kết nối cái loa, đây là loa main đi, với chiếc loa phụ này bằng cái sợi dây cáp được nhà sản xuất cung cấp đi kèm. Tức là coi như 18 triệu các bạn sở hữu loa và cả âm ly rồi. Ngoài ra là các bạn còn sở hữu một đôi loa nó có rất là nhiều các công nghệ nữa. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy cái phần đèn sáng, đây là các cái đường vào để lựa chọn để chơi. Ở đây là đã sáng phần đèn Bluetooth. Tức là trong đôi loa này được tích hợp sẵn công nghệ Bluetooth chuẩn cao cấp mới, để có thể chơi nhạc từ điện thoại với chất lượng rất là tốt. Ngoài ra còn có thể cắm các cái đường AUX phổ biến. Đây là đường AUX dành cho ví dụ quý vị các bạn muốn sử dụng đầu đĩa CD chẳng hạn, thì mình sẽ kết nối qua cái đường dây RCA sẽ ký hiệu là AUX. Và ngoài ra muốn thưởng thức chất lượng nhạc cao hơn nữa từ những cái file nhạc lossless, chúng ta sẽ sử dụng máy tính laptop và xuất từ máy tính laptop qua cái loa này với cái giao tiếp là USB. Chúng ta sẽ quan sát mặt sau để xem cái giao tiếp USB. Đây, mình sẽ quay. Đây là cái giao tiếp phía đằng sau nhé, nó rất là dễ hiểu thôi. Thứ nhất đây là cái đường để mà nối với cái loa loa LED, loa bên trái. Đây là nó sẽ xuất cái tín hiệu loa từ âm ly sang cái loa bên trái. Thì mình sẽ sử dụng cái dây này mình kết nối vào đây. Còn đây nữa, cái đây là tính năng rất là hay. Đây là cái tính năng hỗ trợ cho loa siêu trầm bên ngoài. Vì vậy là quý vị các bạn muốn nghe thể loại nhạc nó mạnh, nó nhiều âm trầm hơn, mình có thể sử dụng thêm một cái subwoofer bên ngoài thông qua cái đường này. Rất là hay đấy, mình thấy rất là đầy đủ và rất là ấn tượng với rất là nhiều chức năng phong phú. Đây là đường vào nhé, đây là đường vào. Đây, đường vào AUX có đến hai đường, một đường sử dụng jack 3,5 ly. Một đường sẽ sử dụng là dây RCA. Đấy. Và rất là hay, đây là cái đường mà nó chung giữa cái thiết kế phono với line. Tức là khi các bạn sử dụng dây RCA để cắm từ đầu đĩa vào đây thì chúng ta sẽ gạt cái công tắc này sang là line. Còn khi chúng ta sử dụng một cái bộ cơ đĩa than và kết nối trực tiếp với chiếc loa này để chơi nhạc từ đĩa than thì chúng ta cũng sẽ cắm ở đây và chúng ta sẽ gạt cái phần đường bên này sang là phono. Rất là hay khi nó có một cái công tắc ở đây chung cho một cái giao tiếp này. Đó. Ngoài ra đây là đường kết nối kỹ thuật số vào. Tức là khi mà những cái bộ loa hay là âm ly mà đã có đường digital in thì chắc chắn 100% là bên trong nó phải có một cái mạch giải mã tín hiệu âm thanh gọi là DAC. Thì chúng ta được hỗ trợ với đường dây quang này. Đây, và đường USB audio. Các bạn cắm laptop vào đây thì cái phần sound manager của Windows nó sẽ báo là đây như là một cái cạc sound gắn ngoài vậy. Vì vậy là kết nối vào đây là sẽ như là một cạc sound gắn ngoài và chúng ta có thể chơi nhạc ngay. Rất là tiện. Còn cái đường này là đường USB dành cho phần sửa chữa service. Có vậy thôi, nó rất là đơn giản để chúng ta có thể hiểu và sử dụng ngay. Còn đây là cái lỗ thoát hơi. Cái lỗ này thì quý vị các bạn để loa cách tường khoảng 40cm thì nó sẽ hỗ trợ tăng thêm một phần âm trầm.
Đó. Nhưng mà lưu ý là không được để sát tường quá. Để sát tường quá thì tiếng nó sẽ dễ bị ù. Đó là một cái vài cái cơ bản của đôi loa này. Chúng ta cùng quan sát thêm hình dáng của nó. Hình dáng của đôi loa này thì nó có một cái nét gợi nhớ đến những cái model loa huyền thoại của hãng như là đôi Heritage. Chính xác hơn là nó mô phỏng theo đôi loa huyền thoại Hennessy Mark 3, nhưng được cách điệu theo vài điểm nhấn, có những cái đường viền bằng đồng ở phía dưới này, và có những cái nút chức năng ở phía đằng trước để giúp nó có thêm sự trẻ trung, để giới trẻ có thể hài lòng mà giới trung niên thì vẫn thấy phù hợp với mình. Đôi loa này nó sử dụng cái củ loa Twitter của Calip, được làm bằng titan dạng họng kèm. Đây là một cái công nghệ các bạn sẽ thấy phổ biến ở trên những cái mẫu loa của Calip. Đó là dạng loa gọi là tép đặt trong một cái họng kèn, và nó được làm loe ra đây để khuếch đại được cái âm chép này mạnh hơn và đi xa hơn, rộng hơn. Như vậy là thường đôi loa Calip sẽ có độ nhạy rất cao do nó được cộng hưởng bằng cái họng kèn này. Và cái kích thước màng loa là 25,4mm. Nó sẽ cho cái âm tần số cao, nó tốt, rõ ràng và chính xác so với những cái đôi loa khác. Thì đôi loa Calip thường sẽ có những cái lợi thế về khả năng thể hiện giải cao, nghe nó rất là sắc sảo. Về khả năng kết nối thì mình đã trình bày, thì mình xin tổng hợp lại một chút. Đó là dựa theo những cái đường vào, chúng ta sẽ có là Bluetooth này, AUX này, USB, đường phono và đường kết nối kỹ thuật số để sử dụng cái sao cạc bên trong cái đôi loa này để chúng ta có thể chơi nhạc một cách dễ dàng nhất. Đó, tức là quý vị các bạn có thể kết nối TV thông minh của chúng ta với đôi loa này để có thể chơi nhạc từ TV. Mình sẽ cắm cái đường optical ấy, rất là dễ. Và với cái mức công suất của loa Calip là 100W mỗi bên, tức là 100W nhân 2, thì chúng ta có thể nghe trong một cái phòng dao động từ 15 đến hơn 20m2. Như vậy là cũng đáp ứng được rất là tốt yêu cầu nghe trong những cái phòng trung bình và hơi lớn một chút xíu. Đó là tất cả những cái thông tin. Ngoài ra là về cái kích thước loa bass ở đây là 16,5cm. Đấy là thông tin về đường kính loa bass. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm âm nhạc nhiều hơn. Có thể thấy là tiếng trầm của loa rất là tốt, nghe nó rất là chắc và nó khá là mạnh so với cái một đôi loa Duxel. Và đôi loa Calip Zersic thì có thể nghe được rất nhiều thể loại nhạc. Có lẽ mình thấy những cái bản nhạc điện tử, những bản nhạc trẻ là nghe có vẻ rất là hay, rất sống động. Có lẽ đây là một cái thế mạnh của loa. Và cái mức âm lượng mình thấy rất là lớn. Ok, đôi loa Calip Zersic có bán tại Thiên Hà Audio với giá là 18 triệu đồng và sẽ có giá rất tốt nếu quý vị các bạn đến thẳng và liên hệ trực tiếp với showroom. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sắp tới.